Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Duy Phiên, sinh năm 1996, trú tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, và Lê Quảng Minh, sinh năm 2000, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 2 tháng 3 năm 2024, tổ công tác của Công an thành phố Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trần Duy Phiên và Lê Hoàng Minh có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật gồm 5 bọc ni lông chứa chất tinh thể màu trắng và 2 bọc ni lông chứa 26 viên nén màu nâu nghi là ma túy cùng các dụng cụ dùng để tổ chức sử dụng ma túy. Qua thử test nhanh, Phiên và Minh đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu Phiên khai nhận chất tinh thể màu trắng, viên nén màu nâu trong các bọc ni lông trên là ma túy. Số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là của Phiên đem đến nhà nghỉ thuê phòng tổ chức cho các con nghiện sử dụng và bán lại kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.